Bán thuốc không kê đơn, chi nhánh Pharma City tại Hà Nội bị xử phạt nặng. Trong tuần từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 8, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 11 cơ sở hành nghề dược trên địa bàn với số tiền 247 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là bán thuốc không kê đơn, không niêm yết giá cùng nhiều hành vi vi phạm khác trong kinh doanh thuốc. Theo thông báo từ Thanh tra Sở Y tế Hà Nội trong tuần qua, đơn vị đã ra quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn dược Hunmed số 130 ngõ 32, tổ 6, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 50 triệu đồng do không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc theo quy định của pháp luật. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Đức Phúc số 10, N12, tổ 57A, cụm 9, đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ bị xử phạt 45 triệu đồng, kèm theo buộc tháo dỡ, xóa quảng cáo không đúng trên website của công ty do đơn vị này thực hiện quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Đáng chú ý, trong số các đơn vị bị xử phạt có chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Pharma City tại Hà Nội số 233, 233A Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Chi nhánh này bị xử phạt 30 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Sinh Phúc số 7 ngõ 63, tổ 19 phố Kim Hoa, phường Phương Liên, quận Đống Đa bị xử phạt vi phạm hành chính 19 triệu đồng với lỗi không lưu giữ chứng từ, tài liệu liên quan đến lô thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật, không niêm yết giá bán buôn tại nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược. Trong thời gian trên, Thanh tra Sở Y tế cũng xử phạt 5 công ty dược với mức phạt 15 triệu đồng do không lưu giữ chứng từ, tài liệu liên quan đến lô thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trong đó, các công ty cổ phần dược phẩm Nibifa số 18 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, công ty cổ phần dược phẩm Hòa Phát số 35 ngõ 90 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Phương Linh số 28 ngõ 460 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Bình Minh số 20 TT10B khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông và công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Tân Đại Cát số 1 TT5A Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, công ty cổ phần thương mại Pharmed số 209 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa và công ty cổ phần dược phẩm Bạch Dương BT8 lô 13 khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông cùng bị xử phạt mức 4 triệu đồng do lỗi không niêm yết giá bán buôn tại nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược.